chào tất cả các bạn, tôi Lương Trainer đây ạ. Rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình chia sẻ về cây xanh. Thì hôm nay công ty cổ phần kiến trúc Isato của chúng tôi lại tiếp tục chia sẻ các bạn một loài cây rất là được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Và đứng bên cạnh tôi đây vẫn là người bạn đồng hành, anh Linh, trưởng bộ phận về thi công của công ty cổ phần kiến trúc Isato. Anh Linh ơi, có thể giới thiệu các bạn là cái cây đằng sau lưng của chúng ta đang nở hoa như này gọi là cây gì đúng không anh? Đây được gọi là cây tường vi ạ. Cây tường vi đúng không ạ? Vâng. Đấy. Thế thì anh có thể giới thiệu qua mọi người là ý nghĩa của cây tường vi này là như thế nào không? Cây tường vi này thì nó rất là nổi tiếng rồi. Nó còn có cả một bộ phim gọi là tường vi cánh mỏng nữa cơ. Tường vi cánh mỏng của phim. Vâng. Anh có thể nói lại cho mọi người nếu ai chưa được xem phim không? Không xem lâu lắm rồi. Dạ vâng. Thôi để đến tập trung vào câu chuyện. Dạ vâng. Thì cây tường vi này nó có biểu trưng cho cái tình yêu. Tình yêu. Vâng. Vì sắc hồng là rất là lãng mạn. Những năm gần đây thì ở Hà Nội mình đã trồng rất là nhiều hoa tường vi ở các công trình đô thị mà bên mình đã thi công hoặc là các cái sân vườn. Vâng. Thì đặc biệt là cây này nó có hoa rất là dài, hôm nay anh nhìn thấy cây này nó lở hoa từ tháng 4 đấy ạ. Vâng, vâng. Và đây cũng là cây ở vườn và các bạn biết bây giờ đang là tháng 8 đây nhá. Vâng, vâng. Tức là từ tháng 4 đến tháng 8 là 4 vâng, tháng vâng, rồi đúng vâng, vâng. Không? Vâng, nó rất là dài, hoa rất là đẹp. Bây giờ nó không phải là vào đỉnh điểm của mùa hoa. Vâng. Và cây này cũng là cây mình đôn đảo nên là cái tay cành nó không còn được dày nữa. Vâng, vâng. Rồi nhưng mà nếu cây này chỉ cần một năm sau thôi, nó sẽ rất là đẹp tuyệt vời đấy ạ. Vâng. Tức là mặt ý nghĩa chính của nó là về tình yêu. Dạ vâng. Đúng không ạ? Vâng. Thế thì các bạn nhìn thấy là cái thân cây ở đây nhá. Đây, cho nó men nó để quay một chút ở đây. Anh ghi lại cho mọi người xem. Dạ vâng. Đấy, cái thân cây ở đây này. Đấy, thân cây đây rất là mỏng manh như thế này. Anh có thể quay chậm từ gốc cây này lên đến chậm bên trên này, bên trên bên trên. Anh quay chậm lên. Cũng giới thiệu mọi người là cây tường vi này cũng thuộc cây khá là to rồi đấy ạ, và cũng lâu năm, phải gần 20 tuổi rồi mới được như này ạ. Gần 20 tuổi ạ. Dạ vâng ạ. Đấy thì anh đứng đây đi ạ. Đấy thì mọi người cũng rất là đang thắc mắc là thế tại sao mà cái tên ý nghĩa của nó là tường vi và về tình yêu mà cái loại cây của nó lại rất là mỏng manh mà anh bảo là hơn 20 năm rồi. Đấy, thì cái loại cây này, cái thân cây của nó đặc thù nó như thế này hay là như nào anh? Cái đặc thù của cây này nó cũng phát triển không được nhanh lắm. Bởi vì anh có thể nhìn thấy hoa trong năm nuôi khá là dài. Và hoa quả là như người mẹ nuôi con thì cái việc cây nó sẽ phát triển rồi sẽ phát triển chậm hơn anh nhá. Đúng rồi, tức là dành hết cho gì ạ, cho cái việc chăm sóc hoa với quả, dành hết cho tình yêu rồi đấy. Rồi. Nhưng mà anh cho tôi hỏi thêm là ý nghĩa về mặt tình yêu là tình yêu đôi lứa hay là tình yêu về con cái gia đình? Tình yêu đây là tình yêu đôi lứa. Tình yêu đôi lứa các bạn nhá, nó gắn với cái sự lãng mạn. Mạng vâng, thì tôi cũng chưa có gia đình nên là không, xin phép không nói nhiều về tình yêu. Cái này thì nếu mà được thì mọi người hãy xem lại cái bộ phim giống như vừa rồi anh chia sẻ bộ phim đấy. Tường vi cánh mỏng ạ. Tường vi cánh mỏng. Dạ. Đấy, và các bạn thấy là tình yêu của ý nghĩa của loài cây này thì thân cây cũng rất là mỏng manh giống như kiểu người con gái ạ. Thì chúng ta cần phải có sự trở che của những cánh mày râu. Vâng. Đúng không ạ? Và thì nếu mà các bạn trong gia đình có những người phụ nữ yêu hoa thì cái loại cây này rất là phù hợp cho công trình nhà vườn và biệt thự. Nó giống như cái gì ạ, biểu tượng của tình yêu trường tôn trong gì ạ, trong gia đình của chúng ta. Đấy, và đây cũng là một cái món quà đâu gây bất ngờ cho chị em phụ nữ thì sao ạ, đúng không ạ? Đấy thì hy vọng những cái chia sẻ vừa rồi các bạn có thể hiểu hơn về loài cây này. Và anh Linh ơi, cho tôi hỏi thêm là cái cây này thì có khó chăm sóc không ạ? Cây này thì rất là dễ chăm sóc thôi ạ. Vì được các bạn có thể thấy trồng rất nhiều ở nhiều công trình rồi. Vâng. Thì đấy là cái biểu hiện và trồng nó rất là dễ. Vâng. Chăm sóc cũng rất là dễ. Mùa đông thì nó thẳng thiu và cái biểu ý nghĩa của cây này nó là vượt qua những cái giông bão. Và đến mùa hè là nó sẽ rất là tươi đẹp. Vâng. Tức là cái cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có lúc lên lúc xuống đúng không ạ? Đúng rồi, lúc lên kể cả tình yêu hay cuộc sống. Đúng rồi. Thì khi sau khi những cái thời gian khó khăn là nó sẽ rất là rực rỡ. Chúng ta đều phải cố gắng hiểu như vậy. Rồi, đấy các bạn thấy thân cây rất là mỏng manh mà vẫn qua được những cái mùa giông bão đúng không ạ? Vâng, vâng. Sau khi hết những giông bão xong thì là hoa rất là rực rỡ. Đấy, rất là rực rỡ. Rỡ thì không ai bằng nữa. Vâng. Vâng. Tôi gọi là đâm hoa kết trái đấy. Đúng vâng, vâng. Giống như tình yêu chúng ta trải qua những thăng trầm hoặc cuộc sống chúng ta qua những khó khăn vất vả thì vâng, thành công và
những cái gì ạ, những cái tình yêu nở rộ đó đang được đón chờ phía trước. Và anh cho tôi hỏi thêm một chút nữa là những cây nó mỏng manh như này thì có phải thường xuyên trống không hay là chỉ lúc đầu thôi? Không, đây là do mình trồng ở vườn thôi ạ. Mình rồi. Mang về cây này mà tôi cũng để cạn tán khá là cao nên là trống để tránh cái việc mà rễ nó chưa có để tránh mùa này mùa bão ạ. Vâng ạ. Đấy thì xin mời mọi người ngắm lại một lần nữa nhé. Anh camera quay chậm từ dưới lên trên, chủ yếu tập trung vào hoa để mọi người ngắm. Đấy, xong anh lại quay dưới đây. Rồi, anh chủ yếu anh quay hoa cho mọi người nhìn. Hoa rất đẹp các bạn nhé. Cái này mà chúng ta cứ tưởng tượng sau những cái giờ mà làm việc căng thẳng mà về chỉ cần ngắm những cái loài hoa như thế này thôi. Rồi, thì có một dạng hoa tường vi tuyệt vời luôn. Dạ. Anh Linh cho tôi hỏi thêm nữa là cái loại cây này thì thường ví dụ đối với biệt thự thì mình trồng ở xung quanh hàng rào hay là ở những vị trí nào thì hợp lý ạ? Mình có thể đặt những cái vị trí là góc nhìn rộng đi ạ. Tức là góc nhìn rộng. Và hoặc là chạy dọc theo hàng rào. Nếu trồng đấy là trường hợp là mình sẽ có hai cách bố trí ấy ạ. Dạ vâng. Nếu mà trồng một cây to, vâng, tán tròn thì mình cần một cây đi ạ. Còn nếu thường bên bộ phận thiết kế bên mình đã làm là hoặc là một hàng. Khi mà cái mùa hoa của nó, khi mùa hàng hoa mà nó kéo dài tưởng tượng là 1/4 trong năm, tức là khoảng 4 tháng rồi. Ít thì cũng là 3 tháng rồi. Nó còn tùy theo cái chăm sóc nữa rồi. Thì là mình sẽ cảm giác là nhà mình nó tươi đẹp, rất là tươi đẹp. Nó như kiểu là không khí đào Tết ấy. Nó cũng gần giống mùa hoa đào anh ạ. Thế thì cái công trình sân vườn có diện tích khoảng bao nhiêu mét vuông trở lên thì là hợp lý nhất? Tường vi này thì là có từ cây rất nhỏ anh ạ. Nên là có mọi kích thước để phù hợp gần như là mọi công trình. Mọi công trình đều được. Đấy, mọi công trình đều được ạ. Nhưng mà cây nó nhỏ được khoảng vài mét thì nó cũng có hoa chứ anh? Thậm chí 60 phân là có hoa rồi ạ. 60 phân có hoa. Vâng, thì là có thể trồng kể thậm chí ban công được đấy anh. Ban công cũng được đúng không? Dạ vâng ạ. Thì là những cái cây đấy là bây giờ các nhà vườn họ làm rất nhiều. Mua rất dễ rồi ạ. Đấy thì hy vọng các bạn có thể hiểu hơn về loài cây này và thấy được cái sự nhiệt huyết, cái sức trẻ của anh em chúng tôi. Chúng tôi thì hiện nay là đang đồng bộ từ khâu thiết kế sân vườn cho đến những cái người làm việc chuyên môn am hiểu sâu về cây đúng như anh Linh ở đây, và đặc biệt là cái tình yêu, cái đam mê với nghề của những anh em làm về thiết kế thi công sân vườn của công ty cổ phần kiến trúc Sato làm những cái video này giữa những cái trời nắng như này để mong mỏi chia sẻ mọi người có thêm kiến thức về cây, để chúng ta không phải chỉ có một không gian sân vườn đẹp nữa mà chúng ta có một không gian sân vườn đầy ý nghĩa, đúng không ạ? Tại vì khi mà chúng ta tiếp khách trong cái không gian sân vườn chúng ta đi qua những cái loài cây là chúng ta sẽ chỉ ý nghĩa nó như thế này, tại sao anh chị lại trồng cái cây như thế này đó, thì lúc đấy không gian sân vườn của bạn nó không chỉ là mang màu sắc vẻ đẹp nữa đó, mà ở đó nó có rất là nhiều những cái câu chuyện, những cái câu chuyện thành công, những cái câu chuyện ở trong cuộc sống gia đình đấy, hoặc là xung quanh cái việc mà làm ăn, đúng không ạ? Đúng đấy, thì hy vọng là các bạn hiểu được những tâm huyết của anh em chúng tôi. Nếu các bạn cần thắc mắc cái gì về cây xanh cũng như là các cái loại cây ăn quả thì các bạn cứ alo chúng tôi sẽ gọi bên dưới nhé. Xin chào và gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Xin chào ạ.